Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh VHTV. Có lẽ clip này mong sẽ giúp được cho nhiều bạn gỡ được một số tình tiết khó khi đóng xi lanh ra để khi thay bộ hơi. Nhiều bạn đã comment về đã đóng mệt lắm rồi và cái phía trong của xi lanh cũng đã vỡ nhưng không chịu ra. Mong bác hãy giúp và làm cách nào đóng cái xi lanh ra hoặc là làm cách nào để xi lanh ra được. Đối với cái động cơ hôm nay cũng đã được đóng mãi mà nó vẫn cứng đầu, các điểm đóng cũng đã bị vỡ hết, xi lanh cũng không chịu ra. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cách chế cẩu đơn giản để đưa xi lanh ra một cách dễ dàng. Đồng thời tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách lắp ráp đưa ác vào quả bê tông, tức là đưa cái chốt bê tông vào, không cần phải đốt lửa nha các bạn. Xi lanh vào cả bộ hơi, tức là đưa cả bộ hơi vào một lúc. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách chế cẩu xi lanh để làm sao các bạn cẩu xi lanh ra một cách dễ dàng. Thưa các bạn, đối với những cái hiện tượng mà xi lanh đóng không ra được là có rất nhiều nguyên nhân. Cũng là cái nguyên nhân chính là khi chúng ta đổ nước mát, tức là nước làm mát cho động cơ, thì trong đó có đất, đá, bùn, thậm chí có những cái con ốc mà chúng ta đã vặn vào và nó rơi vào cũng không lấy ra, tức là khi nó lọt vào nó không lấy ra được. Rồi bụi bặm, rồi những cái lúc đền đã được lọt vào qua quá trình lâu ngày. Rồi khi đổ nước mát thì nước bẩn chúng ta cũng đổ vào, nước bùn, thậm chí không có nước thì chúng ta nước bẩn, nước bùn cũng cho vào. Ngoài ra thì khi có những cái động cơ là dùng trộn bê tông hoặc là những cái gân ở những cái vị trí làm vựa hồ thì nó té vào, cát sỏi đá có thể nó vào qua quá trình lâu ngày quá mà chúng ta không vệ sinh, bởi vì có thể là những cái chiếc máy này nó bên nó ít hỏng hóc, cho nên là khi nó đã bị rơi vào thì nó bị oxy hóa trở thành một cái khối đông kết, nó bám chặt vào thành xi lanh và lúc máy dần đến chúng ta không thể đóng ra được. Đó là cũng đặt những cái tình huống rất là khó xử. Chính vì cái điều đó thì đối với những cái động cơ như hôm nay thì là một trong những nguyên nhân đó mà dần đến chúng ta không đóng ra được. Bởi vì khí ngoài nó cái sự đóng kết nó ôm chặt vào xi lanh rồi, có những cái gờ như sỏi đá hoặc là có những cái ốc vít, khi nó đã chẹt vào ở vị trí các cái khe của cái thay xi lanh thì rất là khó mà đóng. Nếu trường hợp mình cầu thả thì sợ nó sẽ ảnh hưởng đến là nứt cả lốc. Chính vì điều đó cho nên là hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách cầu xi lanh này để có một cái sự cân bằng. Đóng hai chiều thì cũng có một mức độ nào đó thôi, cái sự cân bằng đó không thể bằng được cái khi mà chúng ta rút một lần để đưa thẳng cái thanh xi lanh ra được. Thì chính hôm nay là tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Những cái clip trước tôi đã nói với các bạn những cái thanh ren suôn này có thể chúng ta sẽ cắt ra để làm những cái chiếc cẩu rất là hữu ích nhé các bạn. Và bây giờ sau khi tôi đã làm được cái đĩa thì tôi sẽ hàn vào cắn chiều dài của từ đáy xi lanh cho đến đầu cẩu, đầu cái đĩa để niệt cẩu. Trước tiên là chúng ta hãy mở cái đài cắt tè ra và đồng thời để kết hợp vệ sinh sạch sẽ giữa cái sen nhớt của động cơ thì chúng ta cũng nên mở cái sen nhớt ra. Cái thứ hai nữa để khỏi vướng víu và cũng là để vừa là kiểm tra cả cái phần của bên bánh răng cũng như bạc bi ở phía của cái mặt nhôm này, thì chúng ta hãy mở cái mặt nhôm ra, tiền thể chúng ta hãy vệ sinh luôn. Bởi vì đối với những cái động cơ này á thì khi người ta chỉ thay nhớt thì người ta không để ý đến cái đoạn là vệ sinh những cái phần ở bên này. Nên hôm nay tiền thể là tôi cũng mở ra. Cái thứ nhất là để rút cái trục cam ra khỏi vướng víu khi chúng ta đưa cái đế cẩu vào. Cái thứ hai nữa là để mà vệ sinh luôn. Thưa các bạn, đây là
D15, D16 năm, động cơ diesel của một bác đã mang đến cầu cứu vì bác cũng đã đóng vỡ hết cái phần đuôi của xi lanh và cũng không có cái điểm để mà đóng nữa vì bác đã đóng mãi, nó cũng không chịu ra. Bây giờ mời các bạn hãy xem về HTV chia sẻ. Nếu có ý kiến gì, mong các bạn hãy comment, góp ý chân tình để chúng ta cùng khắc phục, xử lý những cái tình huống như thế này. Và bây giờ mời các bạn hãy xem những gì mà VHTV chia sẻ để tháo được một cái mặt nhôm dễ dàng. Thì các bạn hãy mở cái tiêu S đông để cho dễ dàng khi chúng ta thao tác đưa cái mặt nhôm ra, và đồng thời các bạn hãy rút cái trục cam ra luôn để khỏi vướng víu khi chúng ta đưa cái đế cẩu vào. Có thể các bạn để thế này cũng được, hoặc các bạn có thể nghiêng nghiêng máy cũng được. Nếu các bạn thấy clip này hữu ích và thiết thực, giúp được điều gì đó trong cái vấn đề xử lý những cái tình huống này, thì mong rằng các bạn hãy ủng hộ kênh với HTV để có những cái phần động lực cho những cái clip tiếp theo. Trước hết thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Đây là cẩu xi lanh các bạn này, tôi vừa chế xong. Cái thứ hai nữa là tiện thể tôi sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn cái phần cách vào xi măng, bít tông và đưa cả bộ hơi vào một lần luôn đối với cái động cơ này. Mong rằng các bạn hãy xem hết clip để hiểu được những gì mà VHTV chia sẻ cho các bạn. Để cho vững chãi thì do cái đế nó mỏng nên là tôi đã đệm thêm hai cái thanh sắt ở phía dưới để cho nó chắc chắn. Cái đế này các bạn hãy khoan khoan ở giữa nha các bạn, để làm sao lọt được cái trục rút. Cái đế này chúng ta sẽ ốp vào cái thằng sau thành xi lanh. Còn đây là cái trục. Mà tôi lúc này tôi vẫn bảo với các bạn là cái trục này để cắt ra, cắn sao để cho nó hợp lý, để chúng ta có thể là đo chiều dài của nó làm sao cho nó vừa để chúng ta rút. Để đưa cái nắp ốp này mà vào một cách dễ dàng thì như lúc nãy là thao tác chúng ta đã tháo được đáy cate cũng như trục cam. Bây giờ tôi sẽ đưa cái đế và đồng thời luôn cái trục vào nha các bạn. Các bạn hãy xem những cái thao tác của tôi. Đấy, các bạn hãy đưa cái đế vào ở sát với thành xi lanh, tức là cái đuôi của xi lanh. Sau đó các bạn hãy lấy một cái mặt bích tròn nào đó để làm sao cho nó vừa như tôi đang có sử dụng đây. Sau đó các bạn hãy vặn ốc vào để làm sao cho nó giữ được cái an toàn nhất đối với bốn cái đinh ốc giữ mặt quy lát, để tránh tình trạng khỏi nó bị hỏng ren. Thì chúng ta hãy đưa con ốc vặn vào nha các bạn, tức là cả bốn chân con ốc đều chúng ta đưa vặn vào để khi nó ti thì nó đỡ tán làm chùy mất ở cái đầu ren của cái đinh giữ mặt quy lát. Đây là một trong những cái sáng kiến mà để chúng ta tự nghiên cứu mày mò làm sao mà để đưa được xi lanh ra một cách dễ dàng nhất. Khi đóng không ra thì các bạn phải làm được như thế này thì nó mới ra đều. Chúng ta vặn ốc thì nó sẽ rút đều được cái đĩa lôi cả cái xi lanh ra, dẫn đến là không bị lệch tâm, thì dẫn đến nó sẽ dễ dàng hơn nha các bạn. Khi chuẩn bị niệt ti để cẩu cái xi lanh ra thì các bạn hãy cắn trước, cắn sau. Độ thứ nhất là độ chính xác. Cái thứ hai nữa không được phép lệch, bởi vì lệch là dẫn đến nó sẽ đi theo một cái chiều hướng không hợp lý thì làm cho ta khó cẩu nó ra hơn.
Đấy, như thế là chúng ta hãy vặn nha các bạn. Để tôi xoáy như thế này để cho các bạn thấy rõ. Đặt những cái tình huống nữa, nếu như trường hợp quá nặng mà nó không có cái sự đồng đầy nữa thì các bạn hãy vặn thật chắc vào, sau đó các bạn hãy hỗ trợ, tức là có nghĩa là chúng ta hãy đóng hỗ trợ cho nó. Đấy, sau đó các bạn hãy dùng búa cũng như ấy đóng hỗ trợ cho nó, vừa rút vừa đóng thì nó sẽ lỏng ra và nó sẽ đỡ hơn cái phần cho chúng ta khi vặn ốc rút cầu nha các bạn. Nếu mà chặt thì các bạn tiếp tục đóng ít nhạt nữa, nhưng mà nếu như trường hợp mà thấy có chiều hướng tiến triển tốt thì thôi, các bạn chỉ có vặn và để rút nó ra thôi nha các bạn. Hôm nay người có hơi cảm, cho nên là giọng nói nó có hơi được không được cho trống trèo lắm, ngạt mũi mà các bạn. Để tôi quay chiều hướng này để các bạn thấy nó rút ra nhé. Đấy, các bạn thấy nó rút từ từ nó ra đấy. Đối với những cái chiếc máy là bất kỳ những cái chiếc máy nào, khi mà nó đã hoen rỉ và nó đông kết thành một cái khối liền thì nó rất khó ra các bạn ạ. Khi chúng ta rút đồng tâm thì thẳng theo một chiều hướng, nó không lệch thì nó sẽ ra dễ dàng hơn. Đấy, như thế là xi lanh nó đã dần dần ra dần rồi đấy. Nếu các bạn thấy xử lý những cái tình huống này thấy hay thì các bạn hãy cho một like để động viên cái tinh thần cho những cái clip tiếp theo nha các bạn. Như vậy là cái trục này có hơi dài, nếu như là sẽ cắt bớt đi một tí nữa thì đẹp hơn. Như thế là xi lanh đã ra cấn ngay ở bốn con ốc rồi các bạn. Và đồng thời nó cũng đã ra rồi đấy. Đây là những cái đĩa để làm đĩa tỳ khi chúng ta cầu rút xi lanh ra nhé các bạn. Sau đó các bạn hãy cầm bánh đa xoáy sao để cho dễ dàng. Lách để mà rút cái trục cầu ra. Vặn bốn con ốc ra. Đấy, bây giờ tôi sẽ rút xi lanh ra nhé các bạn. Đấy, như thế tôi đã rút được xi lanh ra đấy các bạn. Đấy, các bạn thấy nhé. Đọng nó mẻ hết trên cái vị trí này rồi.
thì không thể là đóng mẻ như thế này rồi mà nó ống ra, tức là vỡ những cái vị trí mà để chúng ta chuyên đóng á. Đây các bạn xem, khi rút ra phía dưới nó đã bị rỉ như thế này các bạn này, dẫn đến đóng không thể ra được, bởi vì những cái phần rỉ này nó là đông kết trở thành một khối liền, dẫn đến là những cái ốc vít hoặc là đá sỏi nó chẹt vào ở cả cái ấy của xi lanh, cả cái phần lõm của xi lanh, dẫn đến là nó cự lại không ra được. Đây các bạn xem này. Đây là cái đề nha các bạn. Nó vẫn rút mà nó vênh luôn cả cái đề đấy nha các bạn. Đấy, như thế này mà. Toàn là những cái chất hoen rỉ và sỏi, đá, cát, ốc, vít đều có cả nha các bạn. Nó bám chặt quanh thành xi lanh luôn nhé các bạn, mà trở thành nó thành một cái khối liền đấy. Trường hợp này nếu nó đóng ẩu thì dẫn đến nó vẫn vỡ lốc máy đấy các bạn. Chính bị tắc tịt những cái phần là đường, những cái lỗ thông nước để làm mát xi lanh, nó bị tắc tịt như thế này thì có lúc là dẫn đến là nó rất là đóng máy và nóng và thành xi lanh. Khi nhớt hoặc là dầu nó khoát vào thì khói nó sẽ lên, dẫn đến có khói ở trong buồng máy đấy các bạn. Đây là một trong những cái con máy cứng đầu nhất mà tôi gặp đấy. Đấy, sau khi như thế thì các bạn hãy vệ sinh sạch sẽ trong, ngoài, trên và dưới. Giờ thì chúng ta thoải mái thổi cọ kỳ thoải mái, bởi vì đại cà te chúng ta đã mở rồi, cho nên là mọi cái là chúng ta có thể là thoải mái để xử lý. Đây là bộ hơi đây các bạn, bộ hơi thanh này cũng rất là chỉ là chất lượng các bạn này. Nếu chính xác đúng hạng của nó thì lắp cũng rất là dễ dàng. Đấy, ngoài vệ sinh ra thì các bạn hãy lấy, có thể lấy giấy ráp hoặc là giấy nhám, các bạn kỳ cọ ở những xung quanh những cái vị trí mà bị hoen rỉ. Còn bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách vào chốt bê tông không cần đốt, tức là vào ác bê tông không cần đốt, cũng như chia sẻ với các bạn cách vào xi măng, bê tông và đưa cả bộ hơi vào một lần luôn nha các bạn, để rút gọn thời gian cho các bạn là chúng ta hãy làm một cách này. Đây là phần vào hơi, bộ hơi zin của hãng Thanh thì nó đầy đủ, thậm chí trang bị cho chúng ta một cái đôi tất tay nữa, tức là đôi găng tay, để khi chúng ta có thể là vào hơi một cách đỡ bẩn hơn, đỡ bị va vấp vào tay.
Khi các bạn đưa cái hai cái vòng chắn thủy vào thì các bạn cũng nên bôi dầu nhớt. Rồi khi đó mới luôn các sợi hai cái sợi chắn thủy này vào. Bởi vì sở dĩ là như thế là có cái sự đàn hồi, nó không có cái đột rít nhé các bạn. Khi chúng ta mà đưa cả bộ hơi vào thì nhiều khi cứng quá thì nó sẽ dẫn đến nó cắt hỏng luôn cả cái hai cái sợi hai 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 cái vòng chắn thủy này. Trước khi vào xi măng cho quả bê tông, chúng ta hãy kiểm tra trước khi đưa xi măng vào. Các bạn hãy lăn đều tất cả các vòng xi măng để kiểm tra có cái vấn đề vướng víu gì hay không, có bị cá cận gì hay không. Bước tiếp theo là các bạn hãy thử ngay cả cái vòng xi măng đó nó có vừa với cái bộ hơi không, khe hở nó có chuẩn hay không. Đấy, điểm hở này là vừa các bạn này. Trường hợp này là đúng, chúng ta hãy tránh cái tình trạng khi nó già xi măng quá thì tức là có nó cấn thì nó sẽ vào nó rất khó, mà nó hở quá thì dẫn đến là nó sẽ lọt nhớt vào. Đấy, vòng thứ hai như thế này là cũng đạt chuẩn nhé các bạn. Sau khi tôi đã vào, tôi đã ướm thử các vòng xi măng thì đã ổn, thì tôi sẽ bước sang là đưa ác vào quả bê tông, tức là đưa cái chốt bê tông vào mà không cần phải phải đốt lửa nha các bạn. Đối với cái quả bê tông này thì nó cũ quá và nó bị xước, nó hỏng nặng quá, dẫn đến là quyết định thay tất cả các bộ hơi luôn. Trước khi đưa ác vào quả bê tông thì các bạn hãy bôi trơn phía ác, phía lỗ của lỗ chốt bê tông, các bạn đều bôi trơn trước khi đưa áng bê tông vào nhé các bạn. Và sau khi đã định vị và cắn thì các bạn hãy đưa khóa vào một bên. Khi đã đưa khóa vào lọt khe thì các bạn hãy xoáy một vòng để làm sao mà cái khóa nó sẽ lọt hẳn được vào trong vị trí của cái khe chốt bê tông. Một lưu ý nữa là các bạn hãy đưa cái lỗ bôi trơn cho ác bê tông của thanh truyền là hướng trên, cũng đồng nghĩa với cái mũi tên ở phía trước của đầu bê tông, như lúc nãy tôi quay cho các bạn xem đấy, là hướng cùng một một hướng nhé các bạn. Đây là một cái kỹ năng mà vào áng bê tông không cần đốt nha các bạn. Các bạn hãy đưa sao thật thẳng, xoáy đều và chuẩn. Đưa vào ở một cái tầm vừa phải mà khi đưa được cái thanh truyền vào. Đấy, như tôi đang còn đưa vào đây, tức là nó xít thì các bạn sẽ đưa vào một cách dễ dàng. Đấy, bây giờ tôi sẽ xoáy bê tông cho nó vào nhé các bạn. Cái này chỉ cần một cái sơ suất nhỏ là lệch một tí thôi là các bạn có thể là phải vất vả rồi. Cho nên đòi hỏi độ chính xác cao thì đưa vào một cách rất là dễ dàng, cũng không nhất thiết phải đốt. Mà cũng đúng thật, từ trước tới nay tôi vào ác bê tông tôi chưa bao giờ đốt một lần nào cả. Đấy, sau đó rồi thì chúng ta hãy đưa khóa vào. Bước tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với các bạn là vào xi măng cho quả bê tông. Sau khi chúng ta đã kiểm tra kỹ các vòng rồi thì chúng ta hãy đưa xi măng vào. Vòng thứ nhất là vòng chặn nhớt nhé các bạn, mà ta hay gọi là vòng xi măng dầu đấy. Bởi vì
Đặc biệt phân biệt của cái vòng này là nó có cái lò xo đi cùng. Còn như khi vào xi măng thì từ trước tới nay tôi vẫn hướng dẫn và chia sẻ với các bạn là hãy dùng cái sợi vải như thế này để cho nó an toàn. Cái thứ nhất là không bị đứt tay. Thứ hai nữa không bị xước vào ở vị trí, nó vạch vào ở vị trí của thanh bê tông để dẫn đến nó sẽ lọt nhớt. Thứ ba nữa là nó ít khi nó bị gãy, không, hầu như nó không bị gãy vì có hai cái ngón tay chúng ta đỡ phía ngoài. Còn khi các bạn hãy đưa vào như thế này thì các bạn hãy cho vào cái phía dưới, tức là đưa vào phía trên xong thì chúng ta hãy đưa cái quả bê tông lên để đưa sao mà cho cái vòng xi măng nó vào cái rãnh dưới. Xong rồi thì chúng ta rút cái giấy vải ra rất dễ dàng và chúng ta hãy xoáy một vòng. Đây là xi măng thứ hai. Đấy, cái số, cái chữ hoặc số thì nó hướng về phía đầu quả bê tông là phù hợp và chính xác nha các bạn. Đối với những cái bộ xi măng mà nó là có số như thế này thì các bạn hãy cho đưa hướng về phía đầu quả bê tông mà như tôi đã hướng dẫn thế này. Khi bánh thì các bạn hãy dùng hai ngón tay ở hai bên ghim là sao đó, nếu trường hợp chúng ta có bánh nó rộng quá thì cũng không ảnh hưởng gì cả, là vì có hai cái ngón tay đỡ thì không bao giờ bị gãy xi măng được. Khi vào vòng nào rồi thì các bạn hãy xoáy để xem cho nó lọt hay chưa, để biết được là nó là lọt hay chưa. Đấy, vòng thứ hai cũng là vòng xoáy măng khí. Cái vòng này nó cũng có chữ nha các bạn. Chữ thì các bạn cứ cho hướng về phía đầu quả bê tông. Đó, cái đầu là có cái mũi tên như thế này, đây gọi là đầu này. Còn vòng này là vòng chịu nhiệt, nó có một cái lớp mã crôm. À, nó ở phía trước, nó mã cà rôm, nó bọc ở phía ngoài chúng ta rất dễ phân biệt. Và cũng là vòng cuối cùng tôi vào cho quả bê tông này. Đây là một trong những cái kỹ năng tuy là thủ công nhưng hiệu quả và rất là an toàn, vừa hiệu quả nhưng vừa an toàn. Đối với cái cách này thì vào được cả ô tô, cả xe máy, chứ không nhất thiết là của đối với những động cơ như thế này đâu các bạn. Bởi vì ở vị trí của chúng ta thì ít khi mà có những cái dụng cụ nó cao. Nhưng theo tôi nghĩ rằng đối với những cái cách này, tuy nó đơn giản, nó thủ công nhưng nó hiệu quả không thua kém gì đối với những cái khoản kia đâu các bạn. Thứ nhất là đỡ được cái kinh phí, đó là cái cơ bản cho anh em chúng ta. Cái thứ hai nữa, tiện, ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể là làm được, tức là không có những cái đồ mà công nghệ cao thì cái này nó cũng có là sử dụng một cách rất chi là hiệu quả. Đây là một trong những cái vấn đề mà tôi chia sẻ cho các bạn trong những cái kinh nghiệm của tôi. Còn bây giờ là các bạn hãy dùng cái vòng ép. Đối với cái vòng ép này thì tôi cũng tận dụng những cái miếng tốn dày để tôi làm, để khỏi phải phải mua. Bởi vì khi chia sẻ cho các bạn dùng những cái mà nó thuộc vào cái công nghệ cao thì nhiều lúc cái thứ nhất là tốn kém về kinh phí, cái thứ hai nữa thì các bạn cũng không mất công cả đi mua, mất cả thời gian. Những cái này chúng ta đã làm được rồi thì sau nó có thể dùng được, nó bền bỉ, nó dùng được rất lâu và rất nhiều loại đời máy các bạn. Đấy, thế là tôi đã vào xong bê tông vào xi lanh một cách gọn gàng nha các bạn. À, bây giờ là tôi sẽ bôi trơn ở xung quanh cái phần của cái răng đệm chân thủy để tránh tình trạng là khi vào nó rít quá thì nó sẽ cắt.
làm hỏng mất cái răng chặn thủy này. Và bây giờ tôi sẽ vào cả bộ hơi cho các bạn xem. À đấy, đây là cái mũi tên này hướng về trên nhé các bạn, mà cũng đồng nghĩa với cái lỗ bôi cho ác bê tông cũng phía trên. Bây giờ tôi sẽ đưa cả bộ hơi vào. Đối với cái động cơ của D1516-5 thì cái tay biến này là gọi là tay biến lệch ở cái phần ốp bậc biến, nên là còn khó vào hơn những các loại động cơ khác như 24, như D10. À, vừa rồi tôi đã chia sẻ cho các bạn cách chế cẩu, cách cẩu xi lanh và cách vào hơi, cách vào ác bê tông không cần đốt, và chia sẻ các bạn cách vào xi măng một cách chi tiết dễ hiểu. Nếu các bạn thấy clip này hữu ích và thiết thực, mong các bạn hãy ủng hộ kênh VHTV để có phần động lực cho những cái clip tiếp theo nha các bạn. Clip của tôi đến đây là kết thúc. Xin thân ái chào và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Rất chân thành cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ kênh VHTV. Kênh VHTV sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để làm sao giúp được thật nhiều người. Đó là cái nguyện vọng duy nhất của VHTV. Xin thân ái chào và hẹn gặp lại.